Thưa quý vị, hôm nay là Trung Đẳng hát khai trương show đầu năm quý vị. Show này là của em gái nữ nghệ sĩ Ngọc Trinh và một người anh mời Trung Đẳng về đây. Hôm nay là một cái ngày rất là tốt đẹp, Trung Đẳng khai trương đầu năm. Giờ Trung Đẳng sẽ mời cả nhà xem. Bà con ở đây rất là dễ thương, là gặp gỡ những nghệ sĩ trẻ nha. Mời cả nhà theo Trung Đẳng nha. Hôm nay quá trời. Bông này là cây bông mẫu hậu cái gì đó anh. Bông màu vàng đẹp quá trời quá đất. Đây. Rồi mời bà con theo Trung Đẳng nha. Rồi. Quá tuyệt vời. Cả nhà theo chân nghệ sĩ của Trung Đẳng với Trung Thành. Quá đây quá vui. Vui lắm. Cái me nè, đây là cái me nè. Cái me. Mời cả nhà ăn me, me quá trời quá đất luôn. Cái me nè. Bà con cô bác ơi, chua quá. Chua quá, chua luôn rồi. Muốn nhảy rút tay luôn kìa. Rút tay luôn rồi đó. Và anh đây quen như yêu một linh hồn nhỏ trong anh đã từ lâu lên tiếng gọi anh tình. Em đừng để cho lòng anh thành bãi lạnh quá tàn. Đầy những dấu chân tìm em vào mộ bia ghi dấu tình xưa. Người ta đã bớt cái túi một lần giữa dòng yêu biến hầm. Thì nay em không có quyền đó anh một mình nhớ một mình thương với hận sầu cay. Chứ không bao giờ yêu nhau.
không như xưa cam tâm chờ ghé các gì xíu đi mình. Anh sẽ đánh đổi cả sự nghiệp này với hôn lễ của em. Thưa anh không dạy nữa đâu, em hãy chờ xem. Anh sẽ gây đau khổ để riêng mình khỏi khổ. Anh sẽ làm chia ly để riêng mình khỏi chịu cảnh chia ly. Cảm ơn chiếc anh đã vì tôi mà chiếc lên những dòng châu ngọc. Cứ châu ngọc mà thi sĩ gọi là ngọc đau buồn tất giảng băng thần yêu. Tôi là một kẻ vô duyên, trời xanh bắt phải làm kẻ thế nào, bắt phải làm người lớn cuộc. Thôi thì biết anh hãy cố vui lắm để khi chia tay không còn vướng bận. Riêng tôi xin tôi sẽ cố quên những kỷ niệm của một tình bạn thâm giao ý hồn tâm đồng. Ngày thành hôn của biết anh tôi sẽ xin được làm dễ thổ giờ xin hết. Cảm ơn bà con cô bác. Dạ nãy giờ. Nguyệt ơi buổi chia tay này, buổi chia tay này chỉ là cơn gió lướt nhẹ trên sông. Mang hoa buồn ánh nắng chiều nhấp nhô, hiu hắt dài chiếc lá khô. Hạ cuối mùa sáng thu, tạm xa nhau như lệ bài sương. Anh về thưa giới quyên đường rồi lửa lại những ngày nhớ mong. Cuộc hôn nhân chưa dám chắc, tương lai còn tối tăm mù mịt ở ngưỡng chùa đời. Mây lớp hàng rào giá phong nguyệt ca. Dù cho cánh nghịch ta quyết một lòng chẳng đổi thay, hai ta cùng sánh vai minh thề không về nhà hàng lỡ phai. Bởi con có còn là con ngựa không? Nghe ba kể câu chuyện cuộc đời đau khổ của mẹ con, mà đầu óc con bàng hoàng như người vừa tinh mong. Trời ơi, cái người mà tôi nhận tâm để cân xua đổi lại là mẹ của tôi ngổn ngang bao nỗi xót xa vô hạn. Bao con đã được dưỡng nuôi trong giàu sang nhung gắng, mà con không hiểu được nỗi buồn đau của mẹ con đã cưu mang rồi sẵn con ra trong cành cơn bằng bao nhiêu tuổi nhục đau.
tấm gai quần nặng đôi vai của người mẹ hiền qua. Cuộc đời của mẹ con là chuỗi ngày dài đêm tối, mỗi ngày qua được tiếc nuối bằng mối sâu thương. Hiếu và tình bê ngã chân dung, mẹ của con đã hy sinh cho trước sau được trọn vẹn. Vậy mà nỗi khổ nghe con nào đâu có rõ, rồi có tan rẽ tinh tệ bạc nặng lời. Cảm ơn anh. Bởi con xin ba hãy thứ lỗi cho con, đứa con lưu dạy đập dối dạng nông cạn trong cấp nghỉ suy, đã làm cho mẹ con thêm buồn thêm tội. Mà má ơi, má vẫn là má của con với lòng kính trọng. Má đã gửi nơi con bằng tấm lòng người mẹ, săn sóc rất nhiều tình thương con đi. Con đã được lớn lên trong tấm lòng nhân hậu, nghĩa và tình như biển cả bao la. Trong trái tim con bây giờ có ai? Người mẹ trong xanh, có dưỡng xanh dưỡng đạo đồng. Ba ơi, những điều trắc ẩn ái con được cảm thông vậy, xin ba hãy an tâm mà tình dưỡng tinh thần. Rồi con xin phép má đây, cho con đi tìm mẹ để chúng con lo về mà phụng dưỡng sớm hơn. Dạ xin hết, cảm ơn những tràng pháo tay, những cành bông thân thương của gia đình rất nhiều. Có lẽ là hôm nay thì nghệ sĩ cũng ít ha. Mình hát thì có thể là bà con cô bác cứ giao lưu thoải mái. Song ca cùng Bùi Trung Đẳng cũng được, là song ca nữ nghệ sĩ Ngọc Trinh cũng được luôn. Bùi Trung Thành còn cũng rất là nhiều, một số anh em nghệ sĩ nữa quý vị. Quý vị đừng có ngại, ai hát thì cứ sẽ giao lưu thoải mái. Bây giờ Trung Đẳng sẽ hát một lớp ngắn nữa ha. Rồi, biết cả nhà nữa. Nha, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Một lớp vọng cổ ngắn nữa. Theo lời yêu cầu của anh thì yêu cầu Trung Đẳng hát bài về cha. Mà bài đó thì chút xíu nữa anh về em xuống em ôm lại ra ha. Tại vì thi lâu quá quên ha. Em sẽ hát một lớp ngắn nữa và chút xíu nữa. Mình sẽ hát theo lời yêu cầu của bà cô bác. Một lớp trích đoạn ngắn trong vở tuồng cải lương của soạn giả Thu An. Lớp trích đoạn được mang tên Lỡ Bước Sang Gan. Xin chào tạm biệt. Rồi, cảm ơn cả nhà, chúc gia đình mình nha. Tại vì anh Đẳng đang hát mình không có chào cả nhà được, cả nhà thông cảm nha. Lại tiền, cô còn đem nó đến đây để sử dụng tôi nữa. Tôi không ngờ cô là một kẻ mặt trái mày đa, dám dùng tiền để hối lộ tình thương. Cô hãy đem được về đi, về đi mà mua lúa chay đường cho gốc ngọc đừng ô lên bụi cát. Cô ơi, đối với tôi khi tình yêu đã hết tình cảm nghĩa thì tiền của cô chỉ là rác bằng. Nó chỉ làm cho tôi giúp tôi đau lòng. Có phải tâm cô muốn bỏ tiền ra để mà mua lấy sự bình yên? Có phải tâm cô muốn tôi
tôi cầm tăng vô tô sửa nẫm quang đất thiền để cô được an tâm mà sáng ngay rẽ và quay lưng đối bản thân tôi cố chấp mà chỉ buồn lấy đất người chồng tương lai xuống tan cố chấp mà chỉ chúng biết bỏ một cuộc đời nhung lửa vàng son con hãy vui vẻ lên mà cùng ông tiểu trôi xây đắp mỏng vàng mặc cho ai một mình tuổi nghèo mặc cho ai một mình khóc nhớ thương mong có người khi đau phản bội trái tim thì ai cũng có lý do để mà trong tình khổ nghiệp dân cô đang đứng cho tâm đắm bị người đời mình đó vậy cô hãy vui lên để con bước theo trong ngày đó chúng tôi sẽ chúc cho cô được nhiều hạnh phúc chính tôi sẽ trang hoàng phòng tân của đôi vợ chồng xóm tre bằng những bức tranh buồn tô màu máu tên tôi hết và cảm ơn tình cảm cảm ơn những cành bông thân thương của gia đình rất nhiều rồi mời giọng hát tiếp theo quý vị ơi.